Lực cản truyền giáo. Ai cũng biết bản chất của ơn gọi Kitô hữu là truyền giáo, làm chứng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật đã xuống thế gian ở giữa con người và chết để làm giá cứu chuộc con người, làm chứng Kitô giáo là con đường thật mà Đức Giêsu đã mở ra để con người đến hạnh phúc thực. Con đường ấy là con đường tình yêu. Thiên Chúa yêu thương nhân loại và mọi người yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương họ. Vắn tắt: truyền giáo là loan báo và làm chứng Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, là tình yêu thương xót và đấng cứu độ muôn dân. Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định sự vụ loan báo và làm chứng tin mừng là chính Ngài, của những người được Ngài kêu gọi đi theo Ngài. Chọn bốn môn đệ đầu tiên là Simon, cũng gọi là Phêrô, anh trai ông là Andrê, và hai anh em khác con ông Gia-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an. Tất cả đang loay hoay quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Đức Giêsu lập tức cho các ông biết sứ vụ của mình khi trở thành môn đệ của Ngài: tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Hiện ra với nhóm các tông đồ sau khi sống lại và trước khi về trời, Đức Giêsu không trao cho các ông sứ vụ nào khác hơn là: đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Sứ vụ đó dọc lịch sử của giáo hội, từ buổi cầu nguyện chung có mặt đầy đủ các tông đồ Phêrô, Gioan, Gia-cô-bê, Andrê, Philip-phê, Tô-ma, Bartolomeo, Matthew, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Sau khi nhìn thấy Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đặc biệt, trong ngày lễ ngũ tuần được chọn là sinh nhật của giáo hội, khi nhóm tông đồ lần này có thêm ông Matthia, người vừa được chọn thay thế Suda Iscariot, kẻ bán thầy mình. Khi Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình lưới lửa, tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Cho đến ngày tận thế, sứ vụ loan báo và làm chứng Đức Giêsu Kitô ấy không bao giờ thay đổi, luôn là trách nhiệm của giáo hội, nghĩa vụ của những ai đã lãnh nhận bí tích sửa tội và lý tưởng hạnh phúc của các nhà truyền giáo thừa sai. Thánh Phaolô đã kết luận chính xác đòi hỏi thiết yếu và cấp bách này khi viết cho anh chị em tín hữu thuộc giáo đoàn Corinto: đối với tôi, sao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Khốn cho tôi có nghĩa tôi là kẻ bất hạnh, vô phúc, mà là người ai muốn mình bất hạnh, vô phúc bao giờ. Khốn cho tôi hàm ý một hình phạt nặng nề, bi thảm tôi sẽ phải chịu. Khốn cho tôi là lời nguyền rủa đáng sợ và làm rùng mình con người luôn khao khát hạnh phúc. Khốn cho tôi như án lệnh nghiêm khắc đóng chặt cánh cửa tương lai. Quả thực, tôi không thể ngờ hậu quả lớn đến thế đối với người được chọn làm chứng nhân mà không mở miệng làm chứng. Tôi không dám nghĩ tai ương có thể kinh dị đến mức độ này khi người được sai đi nhưng không đi loan báo sứ điệp. Tôi càng bỡ ngỡ ngạc nhiên trước lời tuyên bố bạo gan chắc nịch của Thánh Phaolô như bản án biết sẵn cho người môn đệ không hăng say giới thiệu thầy mình cho thế giới. Và nếu quả thật như vậy, thì truyền giáo không còn là chuyện nhỏ, chuyện bên lề, chuyện không quan trọng của giáo hội, không còn là việc làm lúc rảnh rỗi, thú vui giải trí thời về hưu, nhưng làm thêm khi thất nghiệp, mà là việc hệ trọng sinh tử, chuyện đại sự chính yếu, việc không làm không được của mỗi người Kitô hữu. Nhận ra tầm quan trọng của đòi hỏi truyền giáo, tôi muốn nhìn lại mình để biết mình đang ở đâu trên đường sứ vụ
với bài sai truyền giáo được chính Đức Giêsu trao tận tay ngày gia nhập giáo hội. Thứ nhất, tôi chưa là môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Tuy mang danh là người Kitô hữu, tức người mang Đức Kitô trong cuộc đời, nhưng tôi không biết Ngài nhiều, cũng không cảm thấy gần gũi, gắn bó, thân thiết với Ngài. Chính vì không biết rõ nên tôi chưa nhận ra mình là môn đệ của Ngài. Là môn đệ của ai, ắt phải đi theo và ở với người ấy. Đó cũng là điều kiện để là môn đệ của Đức Giêsu. Và đòi hỏi này đã được chính Đức Giêsu công khai nói với những người tình nguyện xin làm môn đệ Ngài: anh em hãy đi theo tôi, anh em hãy ở lại trong tình thương của tôi. Mang tiếng là môn đệ, là người thuộc về Đức Giêsu, nhưng không đi theo và không ở lại với Ngài, tôi chẳng biết gì, cũng chẳng hiểu nhiều về Ngài. Vì có học cầu nguyện với Ngài, học hiền lành và khiêm nhường như Ngài đâu, có nghe Ngài giảng bát phúc trên núi đâu, có chánh lòng với Ngài trước bình tực, đau khổ của đám đông, đói khát đâu, có bữa đói, bữa no, con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng thầy trò không có chỗ tựa đầu đâu. Nên hôm nay, tôi mới giật mình nhận ra, từ giàu được rửa tội đến nay, tôi vẫn chỉ là môn đệ hữu danh vô thực, như chàng thanh niên trong Tin Mừng đã buồn sầu bỏ đi. Khi Đức Giêsu nói với anh: về bán hết tài sản cho người nghèo rồi đến theo tôi, vì anh ta có nhiều của cải. Bởi Đức Giêsu muốn người đi theo Ngài phải thuộc trọn về Ngài, phải từ bỏ tất cả để không còn nhìn bén, vương vững bất cứ ai, bất cứ sự gì. Vì cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh hãy đi loan báo nước Thiên Chúa. Bởi ai đã tra tay vào cày rồi mà còn ngoại lại đằng sau thì không xứng đáng với nước trời. Để trở thành người Kitô hữu hữu danh vô thực, tức người môn đệ đích thực thuộc về Đức Giêsu, tôi thấy mình phải từ bỏ nhiều, vì không từ bỏ không có cửa làm môn đệ, bởi điều kiện quả thực rất cam go. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thứ hai, tôi chưa đủ tin yêu để có thể nói về Ngài. Không đi theo sát chân Ngài, cũng không ngày đêm kề cận ở bên Ngài như các tông đồ, nên niềm tin của tôi nơi Ngài yếu ớt, và tình tôi dành cho Ngài hời hợt. Một vòng tròn luẩn quẩn bám chặt tôi, không đủ tin và yêu Ngài. Tôi ngừng Ngài bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Không đi theo Ngài, tôi không biết gì về Ngài để có thể tin yêu Ngài. Và vì không đủ tin yêu, tôi đã không thể nói về Ngài. Bởi người ta chỉ nói được về người mình tin, kể được về người mình yêu. Như người mẹ yêu con, lúc nào cũng xê xưa nói chuyện con mình với mọi người. Thánh Phaolô đã nhắc lại Thánh Vịnh 116 trong thư của Ngài gửi giáo đoàn Corinto: tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói, để nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin trong việc truyền giáo, và thấy rằng các tông đồ đã có lý khi xin với Đức Giêsu: lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con. Thứ ba, tôi chưa tin ở ơn gọi được sai đi của mình. Giáo hội dạy, mỗi người Kitô hữu là một sứ giả của Tin Mừng, người được Thiên Chúa sai đi. Nhưng lời dạy đó không thuyết phục tôi chút nào, vì tôi có thấy mình được sai đi đến nơi nào đâu, càng không được sai đi đến với ai. Nên từ bấy lâu, tôi chỉ thấy các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ là những người được sai đến các giáo phận, giáo xứ, giáo điểm để truyền giáo. Còn chúng tôi, những giáo dân bình thường, tầm thường, vô danh tiểu tốt, có ai cần đến chúng tôi và sai chúng tôi đi truyền giáo bao giờ? Chưa kể tôi nào có kiến thức gì về giáo lý, thần học để có thể giải thích, cắt nghĩa cho những người tôi rao giảng. Và điều cần nói, nhưng tôi không dám nói cho ai, đó là thân phận yếu đuối, bất xứng nhiều tội của tôi. Vì thế tôi không có cảm tưởng Thiên Chúa cần đến tôi,
và sự có mặt của tôi không đóng góp thêm gì cho việc truyền giáo, nên tôi dửng dưng phớt lờ những phát động truyền giáo của giáo xứ, giáo phận và mặc cảm tội lỗi, cộng thêm khả năng yếu kém ngày càng đẩy xa tôi khỏi ý thức về ơn gọi và nghĩa vụ truyền giáo của người Kitô hữu. Hôm nay nhìn lại đời mình, tôi thấy rất nhiều biến cố đã qua, công việc đã làm, nhưng khoảng truyền giáo thì còn trống nguyên. Sở dĩ tôi bỏ trống bổn phận truyền giáo vì không biết nên không làm, không làm vì không biết. Khi nghĩ mình phải giỏi, phải đạo đức, phải có vị thế, chức tước trong đạo mới rao giảng được, mà không biết đâu là điều kiện để làm sứ giả loan báo tin mừng, và đòi hỏi nào phải có đối với người được sai đi loan báo Đức Giê-xu. Trong thư gửi các tín hữu Corinto về việc truyền giáo, Thánh Phaolô viết: "Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giê-xu là Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Giê-xu." Ngài còn nhắc nhở ơn gọi làm tông đồ, sứ vụ loan báo Đức Giê-xu là kho tàng mà chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sảnh, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi. Như thế, điều kiện để làm tông đồ và đòi hỏi nơi người được sai đi không gì khác hơn là tinh thần phục vụ của người đầy tớ vì tin mừng, nghĩa là khiêm tốn phục vụ anh em với ý thức tất cả là hồng ân, tất cả do quyền năng phi thường của Thiên Chúa. Và chỉ khi điều kiện này được đáp ứng, tôi mới bình an nhận ra ơn gọi làm tông đồ của mình, mới tin mình được sai đi loan báo tin mừng. Bởi làm tôi tớ thì chỉ cần trung tín và hy sinh tận tụy, chỉ cần vâng lời chủ và tín thác vào quyền năng của chủ, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để được Thiên Chúa yêu thương tín nhiệm. Còn mọi sự khác, Thánh Thần của Ngài sẽ ban cho và bù đắp. Một nan đề cản trở việc truyền giáo cần được giải tỏa khác nữa, đó là truyền giáo không chỉ là lên tiếng giảng dạy, gặp gỡ khuyến nhủ, hướng dẫn đồng hành, nhưng trước hết như Thánh Phaolô quả quyết: "Trong mọi sự, chúng tôi phải luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa, gian nan khổ quẫn, lo âu đồng vọt, tù tội loạn ly, nhọc nhằn vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch khôn khéo, nhẫn nhục nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành. Bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến. Bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống. Coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết. Coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ. Coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có. Coi như không có gì nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả." Quả thực, hình ảnh nhà truyền giáo được Thánh Tông Đồ Dân Ngoại mô tả một cách tuyệt vời. Bởi truyền giáo trước hết và trên hết, theo Ngài, chính là chọn lựa phục vụ tha nhân vì Đức Giê-xu và thái độ tích cực sống tin mừng của nhà truyền giáo. Chính chọn lựa và thái độ sống đức ái thánh thiện làm chứng hữu hiệu Đức Giê-xu và làm cho tin mừng lan tỏa nhanh chóng, sâu rộng, vì trong Đức Giê-xu Kitô, cách bì hay không cách bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái, và không có luật lệ nào chống lại hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Và thần khí chính là đấng dạy chúng ta loan báo tin mừng, hướng dẫn chúng ta làm chứng Đức Giê-xu, thúc đẩy chúng ta lên đường truyền giáo. Với lời dạy của Thánh Tông Đồ Dân Ngoại, tôi nhận ra mình trong quá khứ đã lầm lẫn,
khi không tin ở ơn gọi được sai đi vì đã không biết đâu là điều kiện của việc truyền giáo, đâu là công việc truyền giáo phải khởi đi và giá trị của truyền giáo hiện tại ở hành vi nào. Thứ tư, tôi chỉ mới ra khơi sát bờ mà chưa dám ra sâu ra xa với Đức Giêsu. Ngay cả khi nhiệt huyết truyền giáo bùng nổ, chương trình truyền giáo được phát động, tôi cũng chỉ dám thập thò dọc bờ sát bờ mà chưa dám xuống thuyền ra khơi ra xa ra sâu với Đức Giêsu. Có nhiều rào cản làm tôi ngại ngùng dè dặt, đồng đạo dòm ngó lườm nguyết. Nếu tôi năng nổ đề ra những sáng kiến truyền giáo mới lạ, táo bạo, người ta sẽ cho tôi là khùng, thiếu thực tế, vượt mặt, bao sân, lộn trường. Cộng đoàn sẽ bực bội nghĩ tôi lấn lướt, tạo ảnh hưởng, chơi bạo lấy tiếng ngu. Ngoài rào cản của đám đông, còn rào cản của người thân không muốn tôi dấn thân truyền giáo, vì không muốn tôi mất thời giờ, mà còn không muốn tôi chuốc họa vào thân, nhất là trong xã hội vô thần thực dụng. Nhưng rào cản có sức ngăn bước chân truyền giáo của tôi nhất chính là tính ích kỷ, hưởng thụ và sợ hãi của tôi. Vì ích kỷ nên sợ mất mát thiệt thòi khi đi xa, bỏ lại phía sau căn cứ pháo đài. Vì hưởng thụ nên khó xa những thói quen tiện nghi và những nếp gấp đem lại thoải mái cuộc đời. Vì sợ hãi nên bất cứ ai, sự gì hăm he đe dọa sự sống, an ninh quyền lợi của cái tôi đều làm tôi giật mình hốt hoảng, bàng hoàng lo lắng và vội vã tìm đường thối lui. Vì thế tôi chỉ dám ra khơi sát bờ, ra khơi săn ống quần lội nước, ra khơi cho có ướt chân, ra khơi nhưng không cần bắt cá, ra khơi kiểu trình diễn văn nghệ dưới ánh sáng thu hình hoành tráng, mà tuyệt chưa bao giờ dám lên thuyền ra xa, quăng lưới chỗ nước sâu, vì ở đó có nhiều cá. Không dám ra xa ra sâu còn vì chủ trương dự đạo và nạo tràng bảo vệ đức tin, chứ không thao thức truyền đạo, làm lan tỏa đức tin, chia sẻ niềm tin với mọi người. Nạo tràng này làm tôi sợ lạc đạo, mất đạo nên khư khư giữ chặt trong tay, giữ chắc cho mình, giữ kín trong nhà, trong nhóm, thay vì cho mọi người được biết, được tham gia, giữ phần hiệp thông. Chủ trương này làm tôi sợ người ta lừa đảo lấy mất đạo, nên phải xem xét, điều tra, tuyển mộ thật kỹ lưỡng những người muốn gia nhập. Thói quen có cùng ấy còn làm tôi sợ quyền lợi sẽ phải chia nhỏ, vì có thêm nhiều thành viên mới nên luôn dè dặt, do dự ngại ngùng đưa anh em tôi ở ngoài vào làm vườn nho dạo hội. Hôm nay nhìn lại mình trước mặt Chúa, tôi thấy tôi thực sự là đối tượng của lời than thở, cũng là trách móc khá nặng nề của Thánh Tông Đồ dân ngoại. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Khốn cho tôi không chỉ vì không biết giá trị ơn gọi truyền giáo, không biết thế nào là truyền giáo, không biết truyền giáo bắt đầu từ đâu, mà còn khốn vì có biết cũng không mạnh dạn lên đường do lười biếng ỷ lại. Không lên thuyền ra khơi vì sợ khổ, ngại khó. Không dám ra sâu, ra xa vì nhớ bến tiếc bờ, không chịu thiệt thòi mất mát hao hụt những gì mình đã thu gom cất giấu. Và trong tất cả những thiếu sót làm tôi trở nên người khốn nạn vì đã không rao giảng tin mừng, là tim tôi bắt đầu cạn khô tình yêu các linh hồn. Hồn tôi dần chai đá, không còn thao thức ước mơ tìm kiếm hạnh phúc đời đời của mình và của anh em trong Thiên Chúa, Đấng sai chúng tôi đi và sinh nhiều hoa trái. Để kết tâm tình chia sẻ, người viết mời bạn đi vào lịch sử ơn gọi làm tông đồ dân ngoại của Thánh Phaolô, do chính Ngài kể cho tín hữu thuộc giáo đoàn Galat. Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải do loài người, vì không ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi, nhưng là chính Đức Giêsu đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa.
Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng trang lứa. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ơn sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải cho tôi, con của Người, cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi lại trở về Đa Mát. 3 năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kepha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Jacobê, người anh em của Chúa. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnaba và anh Tito. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá. Với các vị có thế giá lúc bấy giờ, các vị ấy có là gì đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi. Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thể già ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các vị ấy thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Jacobê, Kepha và Gioan, những người được coi là trụ cột, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Qua tâm sự này, Thánh Phaolô đã nói lên sự kỳ diệu được trở nên tông đồ của mình dưới sức mạnh quan phòng của Thiên Chúa và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà không qua nguyên tắc hay quy trình bình thường, đồng thời làm nổi bật tinh thần quảng đại, cởi mở và trái tim khao khát các linh hồn của Thánh Phêrô, tức Kepha và nhóm 12 tông đồ chính danh. Ước mong tinh thần truyền giáo khao khát làm vinh danh Thiên Chúa và yêu mến tìm kiếm các linh hồn của các thánh tông đồ, nhất là của thánh tông đồ dân ngoại Phaolô, trở nên tấm gương và nguồn trợ lực quý báu cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta trong ơn gọi và sự vụ loan báo tin mừng, làm chứng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng cứu độ loài người.